Hi, chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh tacho.com. Và trong video này mình xin chân tay để review cho các bạn một cái sản phẩm, đó là máy nghe nhạc MV3 nha, mini vỡ nhôm, và tặng kèm cho các bạn một cái tai nghe luôn. Và cái sản phẩm này mình mua với cái mức giá đó là 24.999 đồng, thì coi như là cái sản phẩm này mình mua với mức giá là 25.000 đi nha. Thì có những cái phiên bản giá nó sẽ thấp hơn một tí, nhưng mà nó sẽ không tặng tai nghe cho bạn. Còn phiên bản này thì nó tặng tai nghe thì cái giá nó hãy cao ha. Nhưng mà thời buổi bây giờ với một cái chiếc máy nghe nhạc MV3 như thế này mà cái mức giá nó đâu đó tầm khoảng 20.000, 25.000 đổ lại thì các bạn thấy thế nào? Mình thấy quá tốt. Cái sản phẩm này thì nó sẽ đi kèm cho các bạn một cái dây sạc như thế này. Thì cổng sạc này thì cái cổng sạc hồi xưa ha, thì các bạn thấy nó hơi khác lạ một tí. Khi mà các bạn nhận được cái sản phẩm này thì các bạn phải giữ gìn cái cổng sạc này nha. Còn nếu không thì các bạn phải đi mua và hơi khó kiếm. Thường thường bạn đặt online nó mới có. Tại vì cái cổng sạc này nó không giống như cổng sạc phổ thông của chúng ta là micro USB ha, mà nó bự hơn một tí. Họ gọi là cái gì mà mình quên à, lâu quá mình quên, thì cũng gọi là USB đi, cổng sạc đi. Thì nói đây nó tặng cho bạn một tai nghe, thì cái tai nghe này mình thấy cái chất lượng nó sẽ không tốt giống như là những cái tai nghe mà các bạn mua ngoài. Tại vì họ tặng kèm cho một cái sản phẩm hai mấy ngàn thì mình nghĩ đây một cái tai nghe nghe tạm được thôi, nghe để cho nó âm thanh thôi chứ âm thanh nó sẽ không hay đâu. Và đặc biệt là cái máy nghe nhạc chúng ta, đây là mấy mốt điều là các bạn nên chú ý ha. Với cái mức giá 20.000 thì bạn thấy đây, thiết kế bằng vỏ nhôm luôn, nhôm nguyên khối luôn nha bạn, nhôm nguyên khối luôn. Và họ gắn kèm cho bạn một cái kẹp ở ngoài như thế này, và những cái linh kiện họ sẽ đặt trong một cái máy nghe nhạc khá là nhỏ như vậy. Mình nghĩ đây là một cái viên pin nó cũng rất là nhỏ, nên khi mà các bạn nghe nhạc á qua tai nghe thì tầm khoảng vài tiếng thôi, 2 đến 3 tiếng thôi. Thì mình nghĩ là các bạn 2-3 tiếng thì một ngày thì đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc một ngày các bạn rồi. Mình sẽ nói một chút về cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này khi mà họ bạn đặt hàng thì có những cái shop họ sẽ giao những cái màu mà các bạn yêu thích ha. Còn những cái shop thì các bạn họ sẽ mang giao cái màu ngẫu nhiên. Nên khi mà các bạn đặt hàng thì các bạn cũng chú ý, các bạn phải nhắn tin với shop để shop có thể chọn được cái màu hoặc mà các bạn chọn màu nào thì nhắn tin cho shop, shop sẽ giao cái màu đó cho các bạn. Màu sắc thì mình thấy là khá đa dạng, từ những cái gam màu nhẹ nhàng cho đến những cái gam màu mà nó hơi rè lẹt một tí, ví dụ như là màu vàng nè, màu hồng nè, màu xanh nè, và màu cam, màu đen và màu trắng, rất là nhiều màu tùy theo màu trắng hay trắng bạc các bạn. Thì các bạn nhắn tin cho shop để shop biết và shop giao cho bạn. Thì cái sản phẩm này khi mà các bạn mua về thì các bạn cần lưu ý ha, thì các bạn cần phải có thẻ nhớ để các bạn đút vô thì các bạn mới nghe nhạc được. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm nâng cấp nên nó sẽ hỗ trợ được cái thẻ nhớ, là tổng cộng cái thẻ nhớ chúng ta là 16GB. Nên cái này mình có một cái thẻ 8GB mà đút vô thì cái máy này nó sẽ nhận luôn. Bây giờ mình sẽ đút vô trước ha. Thiết kế khá là gọn gàng và nhiều cái tính năng tiện dụng ở đây để các bạn có thể nghe nhạc khi mà các bạn chạy bộ, hay là hỗ trợ khi mà các bạn đang đi ở ngoài đường thì các bạn muốn nghe nhạc bằng những cái này. Thì những cái máy này thì những cái đường mà nó hay có những cái sự cố mà những người mà hay tái máy tay chân, người ta giật đường, giật điện thoại á, thì các bạn có thể nghe bằng những cái thiết bị này. Nhỏ gọn như vậy thì có bị giật có không sao ha. Đây, cái này phù hợp cho những cái bạn nào mà sử dụng để tập gym nè, hay là chạy bộ như tập thể dục nè, khá là ok, khá là nhỏ gọn. Khi mà các bạn kết nối vào tai nghe rồi, các bạn chỉ cần kẹp vào trong áo các bạn là các bạn tập thoải mái luôn. Cái kẹp này mình thấy khá là được. Đây các bạn thấy chưa, khá là chắc, khi mà cố định trong áo các bạn thì khá là chắc. Cái sản phẩm này thì nó sản xuất là Made in China nha các bạn, nên cái độ hoàn thiện của nó mình thấy ok trong tầm giá thôi, chứ không có cao cấp giống như là những cái sản phẩm là AirPods của Apple được. Thì bây giờ nó cũng mình sẽ thử mở lên cho bạn nghe thử ha. Đây, khi mà bật lên thì cái bóng đèn có thẻ nhớ thì nó sẽ chớp chớp, còn nếu mà không có thẻ nhớ thì nó sẽ không có chớp ha. Ở đây có một cái cổng để các bạn có thể ghim tai nghe vô, mình sẽ mở tai nghe này ra. Nếu mà các bạn nào muốn nghe nhạc hay hơn á thì các bạn nên sử dụng những cái tai nghe mà nhà sản xuất các bạn mua điện thoại á tặng kèm, hay là các bạn mua những cái tai nghe những như vậy nè, ở ngoài bán tầm khoảng mấy chục ngàn thôi, 100 mấy thôi, thì các bạn sẽ nghe. Ở đây là cái tai nghe này mình mua của gì Sen gì nè, thương hiệu lâu quá mình quên rồi, nhưng mà tai nghe thuộc cái dạng như là nghe nó khá là hay trong tầm giá của nó. Này, khi mà các bạn muốn nghe được thì các bạn chỉ cần ghim vô đây thôi. Phần điều khiển này nó sẽ có những tính năng như sau, là nó có cái nút nè chuyển bài tới và lùi bài lui ha, cộng trừ, tăng giảm âm lượng đó. Là cái nút này là nút raise, có nghĩa là khi mà các bạn bấm nút này thì nó sẽ đứng luôn ha, bấm nút này thì nó sẽ đứng luôn cái nhạc, và các bạn bấm một lần nữa thì nó sẽ tắt, cũng như là tắt nhạc tạm thời và mở lại. Nói gì cho các bạn dễ hiểu ha. Thì bây giờ mình sẽ nghe thử xem cái chất âm như thế nào ha. Cái tai nghe mà họ tặng kèm bạn nghe nó hơi dở tệ luôn.
Cái này nghe hay không hay á là phụ thuộc vào cái tai nghe các bạn nghe. Nên mình sẽ cho bạn nghe thử cái tai nghe của nó và mình ghim cái tai nghe của mình vô để cho bạn nghe thử ha. Các bạn đẩy gần mic nè. Đây là cái tai nghe của họ tặng kèm với bạn. Các bạn nghe ăn độn nha. Mình sẽ bấm hết lớn luôn nè. Nét. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái tai nghe của mình ha. Bạn thấy sao? Hai cái cách âm nó khác hoàn toàn luôn đúng không bạn? Một cái tai nghe mà họ đặt kèm một cái tai nghe này cũng là nó khá là khỏe. Khoảng vài ba ngàn thôi. Nghe nó khá là dở. Còn cái tai nghe này tầm khoảng đó. Nghe mấy cái nghe này nhưng mà giá gốc nó tầm trăm mấy. Như bạn nghe thế nào cũng đi được hơn. Và cái âm bass âm chén nó gõ ghen hơn. Cái âm nghe này. Mà nó sẽ không nghe hay bằng điện thoại được ha. Thì các bạn nghe cảm nhận thấy sao? Theo mình đánh giá đây là một cái sản phẩm khá là đáng mua trong tầm giá. Khi mà các bạn nào mà muốn tìm cho mình những cái thiết bị nhỏ gọn để các bạn có thể nghe nhạc MP3 khi mà các bạn tập thể dục, hay là các bạn mà nhà mà có những cái loa cổ các bạn thì nó sẽ không có kết nối Bluetooth nè, cũng giống như là không có kết nối thẻ nhớ thì chỉ có những cái cổng mà OIS thôi, thì các bạn có thể ghim vào cổng này để các bạn mở ra bạn nghe nhạc luôn ha, thì khá là hay đó. Mức giá bạn thấy thế nào? Tầm khoảng 25.000 một cái thôi, đầy đủ phụ kiện hết. Các bạn nhớ khi mua về thì phải chép nhạc vào trong thẻ nhớ gắn vô mới nghe được nha. Thì trong video này mình cũng đã trên tay để review cho các bạn về cái sản phẩm, đó là máy nghe nhạc MP3 mini vỏ nhôm ha, tặng kèm tai nghe luôn. Mình thấy mức giá khá ok. Nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì bấm vào cái phần link mô tả với phần video á, bấm vào tham khảo và mua ha. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hút cho các bạn, thì các bạn bấm like, share nè, cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye các bạn, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.